Thu nhập của ông Nguyễn Đức Tài là bao nhiêu? Suy thoái kinh tế và lạm phát đang tác động xấu đến các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Thế giới di động cũng không nằm ngoài quy luật này. Tình hình kinh doanh khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của các lãnh đạo cấp cao của Thế giới di động và đương nhiên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Tài cũng không ngoại lệ. Vậy thu nhập của ông hiện giờ là bao nhiêu và tình hình kinh doanh của Thế giới di động trong 6 tháng đầu năm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Thu nhập giảm mạnh. Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động, mã MWG, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Tài có thu nhập 226,3 triệu đồng trong nửa đầu năm, tức là mỗi tháng, thu nhập của ông tương đương khoảng 37,7 triệu đồng. Trong số các lãnh đạo cấp cao của công ty bán lẻ này, ông Tài có thu nhập thấp thứ hai, chỉ cao hơn Tổng Giám đốc Trần Huy Thanh Tùng. So sánh với năm 2022, thu nhập của ông Tài đã giảm đáng kể. Trong năm đó, thu nhập của ông đạt gần 1,93 tỷ đồng, tương đương 160,6 triệu đồng một tháng, cao gấp hơn 4 lần hiện tại. Thời điểm đó, ông Tài chỉ đứng sau ông Robert Willett, quốc tịch Anh, trong danh sách thu nhập cao trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Bên cạnh thu nhập từ lương, ông Tài từng nhận thêm 350.000 đến 400.000 cổ phiếu ưu đãi ESOP mỗi năm. Tuy nhiên, ông đã tiết lộ trong Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 rằng lâu rồi ông không nhận được cổ phiếu ESOP và không nhớ số lượng chính xác. Hiện tại, ông Tài nắm giữ 35,13 triệu cổ phiếu của Thế giới di động, chiếm 2,4% vốn của công ty. Số lượng này đã tăng trong những năm qua do mua thêm hoặc nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Giá trị thị trường của số cổ phiếu trong tay ông Tài ước tính vào khoảng 1.800 tỷ đồng. Khó khăn không chừa một ai. Trong quá khứ, Chủ tịch Thế giới di động ông Nguyễn Đức Tài đã nhiều lần chia sẻ về chính sách đãi ngộ đặc biệt của công ty đối với nhân viên và lãnh đạo. Nếu kinh doanh tốt, từ tài xế đến nhân sự chủ chốt đều được hưởng thưởng cao. Ngược lại, nếu kinh doanh khó khăn, thậm chí lương tháng 13 cũng có thể bị cắt bỏ. Kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2014, Thế giới di động đã trải qua một giai đoạn bùng nổ với lợi nhuận liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên, bắt đầu từ nửa sau của năm 2022, tình hình đã thay đổi. Sức mua suy yếu trong môi trường lạm phát và lãi suất cao khiến doanh thu và lợi nhuận sụt giảm liên tiếp trong hai quý cuối năm. Tính chung cả năm 2022, doanh thu của Thế giới di động đạt 133.405 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 16%, xuống mức 4.100 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên công ty đứt chuỗi tăng trưởng lợi nhuận kéo dài gần một thập kỷ. Tình hình còn tệ hơn trong nửa đầu năm 2023, khi doanh thu giảm 20% và lợi nhuận sau thuế bốc hơi đến 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Khó khăn trong kinh doanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của lãnh đạo. Năm ngoái, tổng thu nhập của các thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc đã giảm xuống mức 8,5 tỷ đồng, thấp nhất từ khi niêm yết năm 2014. Con số này trong nửa đầu năm 2023 chỉ ở mức 2,5 tỷ đồng. Không chỉ lãnh đạo, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên cũng bị ảnh hưởng. Kế hoạch ESOP dự kiến là 2,5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 đã không đủ điều kiện để triển khai do không đạt được mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên. Chính sách ESOP đã gây ra nhiều tranh cãi tại Thế giới di động. Một số cổ đông phản đối cho rằng nó không công bằng với cổ đông bên ngoài khi phải đối mặt với vấn đề pha loãng cổ phần, giảm giá trị đầu tư trên sàn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Tài khẳng định sẽ ủng hộ chính sách này bởi ông hiểu rõ ý nghĩa của nó đối với công ty. Ông thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu một ngày nào đó, chính sách ESOP không được thông qua, thì hiệu quả kinh doanh của công ty có vấn đề. Nếu cổ đông nào không đồng tình, có thể rời bỏ MWG và đầu tư cổ phiếu khác. Thế giới di động giữ tiền hơn 1 tỷ đô. Theo báo cáo, Thế giới di động đang giữ 24.400 tỷ đồng, hơn 1 tỷ đô la tiền mặt và gửi ngân hàng, tăng trên 9.000 tỷ so với đầu năm, trong khi giá trị tồn kho giảm mạnh. Gần 21.000 tỷ đồng trong số này là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm để hưởng lãi suất. Các khoản tiền đang chiếm hơn 41% trong tổng tài sản của Thế giới di động. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ điện máy giữ lượng tiền mặt nhiều nhất từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.
Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Thế giới di động có 944 tỷ đồng thu nhập từ tiền gửi trong nửa đầu năm, gần gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái. Khoản thu này đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của công ty trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp giảm sâu từ khi triển khai chiến dịch giá quá rẻ để cạnh tranh với các doanh nghiệp bán lẻ cùng ngành. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thế giới di động ghi nhận doanh thu thuần gần 56.600 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Chuỗi điện thoại và điện máy đóng góp 41.500 tỷ đồng, tương đương 74%, phần còn lại đến từ chuỗi bách hóa, nhà thuốc, đồ dùng cho mẹ và bé. Lợi nhuận sau thuế của công ty này sắp xỉ 39 tỷ đồng, chưa bằng phần lẻ của cùng kỳ. Kết quả này hoàn thành chưa đến 1% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 4.200 tỷ đồng. Hồi đầu năm, ban lãnh đạo Thế giới di động cho biết sức mua điện thoại và điện máy tại hệ thống này giảm mạnh hơn dự báo. Tâm lý thận trọng, trì hoãn trong quyết định chi tiêu đối với các sản phẩm lâu bền và giá trị cao đang diễn ra, ngay cả với các nhóm khách hàng trung cao cấp. Xu hướng tiết kiệm chi tiêu cũng xuất hiện ở các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và dược phẩm. Dự báo khó khăn kéo dài nên Thế giới di động ưu tiên duy trì doanh thu và bảo vệ dòng tiền. Công ty đã tăng cường giảm giá, khuyến mãi nhằm giữ chân khách hàng cũ và hút thêm khách hàng mới. Ban lãnh đạo công ty nhận định việc này có ý nghĩa quan trọng để gia tăng thị phần và tăng trưởng nhanh khi nhu cầu tiêu dùng hồi phục. Giảm 6.000 nhân viên trong 3 tháng đầu năm. Cũng theo những con số gần đây, số lượng nhân viên của Thế giới di động đến cuối tháng 3 là 68.048 người, giảm gần 6.000 người so với thời điểm đầu năm. Đây là quý thứ hai liên tiếp, công ty cắt giảm lượng lớn nhân viên. Trước đó, trong 3 tháng cuối năm ngoái, công ty cũng sa thải hơn 6.200 nhân viên. Tính chung nửa năm qua, Thế giới di động đã cắt giảm tổng cộng 12.000 người, đưa quy mô nhân sự về mức tương đương cuối năm 2021. Dù vậy, trên website của mình, Thế giới di động đang thông báo tuyển gần 3.000 lao động mới. Trong chiến lược kinh doanh công bố đầu năm, ban lãnh đạo Thế giới di động nhận định tình hình vĩ mô không thuận lợi, sức cầu yếu và xu hướng tiêu dùng tiết kiệm sẽ khó thay đổi trong năm nay. Vì vậy, công ty phải quản lý chặt chi phí, trong đó việc đầu tiên là kiểm soát tuyển dụng mới và tuyển thay thế, cũng như điều chỉnh giờ công nhân viên phù hợp với tình hình doanh thu thực tế. Chi phí nhân viên là một trong những khoản mục biến động mạnh nhất trong báo cáo tài chính quý đầu năm của Thế giới di động, khi giảm khoảng 900 tỷ đồng so với cùng kỳ, từ 3.022 tỷ đồng còn 2.140 tỷ đồng. Tiết kiệm chi phí nhưng kết quả kinh doanh của Thế giới di động vẫn không khả quan, bởi doanh thu của quý 1 cũng giảm gần 10.000 tỷ đồng, đạt 27.100 tỷ đồng. Công ty báo lãi sau thuế 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái gần 1.450 tỷ đồng. Đây là quý lãi thấp nhất từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2014. Thế giới di động kỳ vọng cả năm nay, doanh thu sẽ tăng 1% lên 135.000 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 2% lên 4.200 tỷ đồng. Mục tiêu này dựa trên giả định sức mua sẽ phục hồi từ quý 3. Nhân sự giảm mạnh, nhưng quy mô các chuỗi cửa hàng Thế giới di động thay đổi không đáng kể. Công ty hiện có 5.763 cửa hàng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó chuỗi điện máy xanh chiếm nhiều nhất với gần 2.300 cửa hàng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!